Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ỷ Thiên TV. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, ỷ Thiên TV sẽ không sử dụng Facebook nữa. Và ỷ Thiên TV chỉ sử dụng youtube.com/ỷ Thiên TV dành cho những video liên quan đến Minecraft. Và youtube.com/ỷ Thiên TV livestream dành cho những video của những game khác. Và chương trình truyền hình trực tiếp sẽ được thực hiện tại twitch.tv/ỷ Thiên TV. Các bạn hãy đăng ký cả ba kênh này để có thể theo dõi được những video clip mới nhất. Và hãy chia sẻ video này để cho mọi người cùng được biết tới. Mình là ỷ Thiên TV. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!